Bắt đầu từ ngày mai 1 tháng 11, thành phố Thủ Đức sẽ thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với các bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học trên địa bàn. Trong đó, đối tượng kiểm tra gồm bếp ăn tập thể, căng tin, dịch vụ ăn uống trong trường học, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nguyên liệu, phụ gia, bao bì, cơ sở không đảm bảo an toàn thực phẩm bị đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, cơ sở có đơn phản ảnh, khiếu nại về an toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, công tác kiểm tra được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 11. Đặc biệt, đoàn sẽ kiểm tra chất lượng dinh dưỡng bữa ăn cho học sinh, kiểm nghiệm nước sử dụng trong quá trình chế biến, sổ thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và công tác lưu mẫu, các điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ, nhân lực tham gia nấu ăn. Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra thực hiện lấy mẫu sản phẩm có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, gửi mẫu kiểm nghiệm tại các trung tâm kiểm nghiệm được chỉ định. Liên quan đến vụ việc phát hiện thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng tại đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thủ Đức, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thủ Đức đã kiểm tra công ty cung cấp suất ăn và chưa phát hiện vi phạm.